À, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em ha, 014 830 843. Rồi, mọi người theo dõi video nhớ bấm vô nút đăng ký kênh đó, để em thông báo về cho mọi người mấy cái video mới mới đăng lên ha. À, hôm nay là video 111. Có mấy cái mã số sau đây ha. 111.1 nè. Đầu tiên là cây kìm à, kìm này giống như kìm bấm cốt mọi người, nhìn nó lạ quá. Nó của Thụy Điển nha, Thụy Điển sản xuất nè, nhìn rất là chất, còn rất là mới luôn, mà nó khá là nặng nha mọi người. Cây này khá là nặng tại vì nó làm bằng thép dày nè, chắc chắn, cầm rất là sướng tay. Đây cái đầu nó rất lạ, đầu như là đầu cốt vậy đó, nhưng mà nhìn nó đây, đầu như vậy ha, nó phẳng nè, nó phẳng hai mặt, nó có một cái rãnh phía trước. Đây là hàng Thụy Điển sản xuất. Đây là mình bóp vô ha, tới đây nó sẽ như vậy nè. Cơ cấu hoạt động nó giống như là kìm cốt. Đó. Bấm hết vô thì nó mới nhả ra được. Cái lưỡi này bằng thép. Ở đây cây kìm này nó có kích thước là 25 cm nè. Đây là cái lưỡi nó nè. Lưỡi nó là 16. 16 nhân cho 3 cm. 16 nhân 3 ha. Đây. Độ dày thằng này cỡ độ hở của cái miệng cốt này là cỡ 2 mm nha mọi người. 2 mm ha. Rồi, cái kìm cốt của Thụy Điển này có mã là 111.1 ha, giá là 450.000. Rồi, tiếp theo về mấy cái đồ điện tử ha, giống như là cái đài đồng hồ nè. Đồng hồ này là đeo tay, đồng hồ theo dõi sức khỏe với mấy cái tai nghe. Đây. Cái đồng hồ này của thương hiệu là đây, Mifit, thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Cái này là một thương hiệu của Mỹ sản xuất đồng hồ ha. Đồng hồ chuyên mấy cái đồng hồ mà đeo tay dạng theo dõi sức khỏe đó, giống như cái Apple Watch á. Cái này mình xem giờ cũng được nha, nó không có số, không có mặt, không có gì hết á. Nó chỉ là một cái miếng nhôm đúc và nó sử dụng pin giống như là pin đồng hồ của mình. Pin xài được thì khoảng 6 tháng. Bình thường nó sẽ ngủ như vậy nè, khi muốn hoạt động thì mình gõ vô nó cái. Đó, như vậy là 2:30 ha. Máy chấm này thì nó chỉ thị mấy cái số như là chấm trên đỉnh này là 12 giờ nè. Này 6 nè, 3 nè, 9. Đó. Nói chung nó có nhiều chức năng nữa. Mình phải sử dụng, thường mình sử dụng mình sẽ cài nó lên trên cái app này nè. Đó, Mifit. Như trên điện thoại này nè, Mifit nó là Mifit đó. Nó sẽ kết nối với điện thoại.
Này ví dụ như nó báo giấc ngủ gì đó. Rồi số km đi ha, bước chân, đếm bước chân đồ. Đây là nó kết nối với điện thoại nè. Chung nó nhiều tính năng lắm. Em chưa có khám phá ra hết ha. Đây. Trên cái ứng dụng này thì nó có nhiều tính năng. Này nó rất là đơn giản luôn nè. Cái này nó chống nước rất ok luôn, thoải mái luôn. Nhỏ gọn. Không cần phải sạc pin nha mọi người. Pin nó xài cỡ 6 tháng là mới phải hai. Này, nó không có phím bấm gì hết nha. Đây vô nó sẽ như thế này. Đó. Cái này là cái màu đỏ, nó là chỉ số cái bước chân mình đi á. Ví dụ như ngày mình đi nhiều thì nó sẽ hiện lên nhiều nhiều số, nó nhiều nhiều cái đèn đỏ. Rồi nhận cuộc gọi đến thì nó sẽ hiển thị màu xanh lá cây nha, phân nửa cái màn hình này nè, và nó rung lên. Đeo tai thì mình nghe sẽ nghe nó rung khi có cuộc gọi đến. Rồi cái này có mã là 111.2 ha, giá là 600.000. Tiếp theo là anh về được ba cái tai nghe của Elicom. Đây có Elicom hiệu Nhật ha, hàng này thị trường Nhật nha mọi người. Đây ba con, thêm con đen đó nữa giống y luôn, nhưng mà nó có một cái tai nó bị nứt tí xíu đây nè, vẫn xài ok nhưng không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà em để ra riêng thì em bán nó rẻ hơn. Còn hai tai này thì khá đẹp. Đây. Ta test ok hết mọi người. Pin hoạt động ok, sạc vô ok. Mọi người mới kết nối lần đầu á, kết nối Bluetooth lần đầu á thì mọi người mình giữ, chưa có bật nguồn lên, mọi người giữ cho đến khi nào nó nháy đèn đỏ với lại đèn xanh ha. Này tắt nguồn nè. Giờ em bật lại nè. Giữ nguyên luôn. Đó, chỗ khi nào nó nháy hai đèn ha, đỏ và xanh. Như vậy thì nó sẽ cho mình kết nối với Bluetooth ha. Đây còn đây là kết nối cái đồng hồ đó. Carbon black xe. Đây bật lên là nó đã kết nối nè, Helicom nè. Nó sẽ có mã là HBC13 nha mọi người. Cái tên của nó đó, đây HBC13 nè.
Cái này HPC31 đây, cái 31 nó đã có luôn rồi. Thành ra nó không sẽ không hiển thị dưới thiết bị bên dưới. Đó, HPC31. Cái này là 13 ha, HPC13 đây. Đây, khi bật lần đầu nó sẽ đây, nó hiện là thì dưới thiết bị chưa kết nối nè, sẽ bấm vô kết nối đó. Ok, nó sẽ hiển thị phần trăm pin trên đây luôn nha mọi người, trên điện thoại mình đó, đó hiển thị phần trăm pin cái tai nghe ha. Đây là tai nghe Bluetooth không dây không người. Đây là lỗ cắm sạc nè, cắm sạc bằng cái chân, đây cái chân điện thoại không thông dụng mình, cái chân điện thoại Samsung á, đây chân này nè. Đó, chân của thường máy Samsung trước á, chân micro USB thường sử dụng thấy á. Tắt nguồn đó ha. Rồi hai cái tai nghe này có mã là đây, tai nghe Elicom ha, có mã là 111.3, giá 450.000 một cái nha mọi người. Tai nghe Nhật nghe rất là hay luôn nha mọi người, nói chung nghe chất lượng nó ok, không gì phải phải chê được ha. Ở đây ha, cái một cái Elicom nữa màu đen, cũng mã HPC13 ha. Những cái này nó bị tiếc là nó bị lỗi xíu nè, nó bị nứt 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 cái chỗ này nè, đây nó nứt một bên ha, nứt cái đây, nứt đường nứt, nứt cái tai bên trái đó, nứt đó. Vẫn ok ha, không ảnh hưởng đâu, mình vẫn nghe bình thường. Nó cái vỏ thôi, cho nên em bán là cái mã này là 111.4 nha, giá là 400.000. Rồi tiếp theo một cái bộ sạc, à cái bộ này nó chuyển đổi rất là hay, nó chuyển đổi cục pin Makita 14 hoặc là 18V đó, của Makita, nó sẽ chuyển ra cái đầu USB. Đầu USB này sạc điện thoại ha. Đây, đầu này nè, gắn vô cáp sạc điện thoại nè. Đó, ra được hai đầu nha mọi người, rất là tiện ha, cho người đi xe hay gì đó có mang cục pin nó sẽ thành cục sạc dự phòng đi làm việc á, làm việc mà xài máy pin á, Makita này cho Makita nha mọi người, Makita 14 hoặc là 18 nha, 18V. Đó, rất là nhỏ gọn ha, rất là tiện. Rồi cái đầu chuyển sạc điện thoại này có mã là 11.5 ha, giá 300.000. Rồi tiếp theo là một cái dụng cụ để cắt chung là gọc, nó gọc với vỏ dây cáp thôi mọi người, gọc vỏ dây cáp. Đây bên trong nó có cái lưỡi ha, trong cái lưỡi rất là sắc, đây cái lưỡi rất là nhỏ luôn nè, nói cái lưỡi bên trong đó. À, đặc biệt cái loại này mình sẽ đút vô dây cáp như vậy nè, đút vậy ha, cái nó hạ cái lưỡi xuống rồi mình xoay vòng nó sẽ đứt cái vỏ. Ăn thua mình điều chỉnh ha.
Đó, mình sẽ điều chỉnh. Ở đây mình điều chỉnh cái lưỡi nó cao hoặc thấp được nè. Đây mình nó đang cao rồi, nè hạ thấp xuống. Nó tụt xuống ha. Đó, nó tụt xuống rồi. Hoặc là điều chỉnh nó sẽ quay dọc vậy nè. Đút dây cáo vô mình chuốt dọc ra, chuốt ra. Rồi sẽ đứt cái vỏ thẳng ra. Còn như vậy mình xoay vòng thì nó sẽ đứt ngang. Đó. Cái này rất là tiện ha, cho mọi người làm bên liên quan đến dây cáp, dây điện, dây cáp ha. Rất nhỏ gọn, 13 cm ha. Đây chốt được mấy loại dây luôn, dây bự, dây lớn, dây nhỏ nè. Đây cái này nó nâng ra được tới 2 cm ha. Đó. Dây đường kính 2 cm luôn. Con đây nhỏ nhất là khoảng 7 mm ha. Rồi cái dụng cụ chuốt này có mã là dao chuốt ha, có mã là 111.6, giá 200.000. À, nay em về mấy cộng dây điện nữa. Rồi được mấy cộng nữa. Dây điện 5 m của Nhật ha mọi người, tháo máy của đây là tháo máy nè. Hàng này tháo máy. Còn nguyên sợi dây luôn, tháo máy, tháo cái gắt cốt luôn nè. Không có cắt gì hết. Đó. Chân cắm có dây mát luôn. Chân Nhật ha. Cái này tải được dòng 15A mọi người. Dây này cũng khá lớn, 15A. Này. Dây khá là đẹp. Dây này dài 5 m ha mọi người, 5 m. Tải dòng 15A. Dây nhìn rất là chất. Trung tháo trong cái máy. Dây này là 1.25 mọi người. Điện nó là 1.25. 1.25 mm ha. Nè. Khá là dày luôn, khá là to. Rồi dây điện này có mã là 111.7 ha, giá là 200.000. Rồi tiếp theo là một cái bình bình của Nhật. Nhưng mà không thấy cái tem đâu hết, nó bị bay rồi, chốc rồi. Này nó có dán tem mà nó bay rồi mọi người. Đây bình Nhật ha, có chữ Nhật luôn. Bình còn khá là đẹp. Đây bên trong còn sáng giới luôn, thép không gỉ ha. Cái ron còn trắng luôn nè, ron màu trắng. Đó, bình này đựng nước, giữ nhiệt. Giữ nước đá ok ha. Nước nóng cũng được, nhưng nóng giữ rất là nhanh nguội. Nước nóng thì nó nhanh lắm, không giữ được lâu, nó không có chuyên dụng như là bình thủy ha. Giữ nước đá thì ok. Trong ngày, tại vì bình nhỏ nên giữ trong ngày không mọi người. Ở đây cái nắp nó có rãnh ra nước nè, kiểu như mình muốn rót nước á, mình chỉ cần hé vậy cái là mình chế được rồi. Đây có 2 mũi tên để hướng dẫn mình chế nè, chỗ chế nước ra nè. Đó. Rồi cái bình Nhật này có mã là 111.8, giá 150.000 à. Đây kích thước 20 cm, đường kính nó là 7. Ngoại hình rất là đẹp. Rồi tiếp theo một bộ tua vít. Đây tua vít chuyên sửa mắt kính ha. Đây nó để cái mắt kính luôn nè. Đây hàng mã vạch của Nhật ha, thương hiệu là Siwa, hàng thị trường Nhật. Đây cái hộp nó bị nứt rồi. Cái này chuyên sửa mắt kính cho mấy bác làm nghề mắt kính hoặc đồng hồ đó. Đây nó đủ nguyên hộp hết mọi người. Mũi này nói chung là chưa sử dụng, nó chỉ bị chung để ngoài trời nó bị hơi ố xét cái đầu nè, chùi ra là hết nha. Mũi còn ok, chưa sử dụng. Đây nó có các số nè,
2.0 là lớn nhất. Đây em thấy 2.0 lớn nhất ha. Hăng 1. Có mũi nhỏ xíu 1.2 luôn, mũi dẹt. Rất là nhỏ nha, ô tô dính này rất là nhỏ. Đây, kích thước nó rất là nhỏ. Chuyên làm bên đồng hồ mắt kính gì đúng không ạ? Nè. Ngoài thường ngoài cái bao bì nó có để luôn là sửa cái điện mắt kính nè. Rồi cái hộp tua vít này á, có mã là 111.9 với 200.000. Tiếp theo là về là một cái kìm chuốt dây điện nữa. Đây. Kìm này nó chuốt kìm này chuốt được cái này cái lưỡi nó nè. 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 mm. Chuốt được các loại dây đó mọi người, 2, 4, 5 cỡ dây của Vercel. Vercel Nhật ha, đây 5 cỡ dây. Đây là cổng dây điện không biết nhiều nữa. Dây này 2.5. Rồi, em đút vô cái lỗ 2.6 ha, đó. Rất là dễ luôn. Chút dễ dàng. Đó. Rồi chút cộng dây nhỏ hơn xíu ha. Cộng này 0.75. Chút cỡ 1 ly ha. Đó. Rất dễ. Rất dễ ha. Kìm nó lực bóp rất mạnh nha mọi người. Nói chung bóp rất nhẹ nhàng. Chuốt cũng dây rất là nhẹ nhàng. Đó. Rất nhẹ nhàng. Rồi cái kìm này có mã 111.10 giá 300.000. Rồi đây là món cuối cùng rồi. Em xin kết thúc cái video ở đây mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn.